chia sẻ màn hình của mỗi từng người đấy thì nó sẽ gây ra cái đoạn mà trục trặc, cái chuyển đổi cái này chuyển đổi cái khác, rồi nhỡ nó bị chậm. Thì Đúng rồi, chắc em đang bảo là để một cái slide chung ấy, thì mà MC cầm ấy thì nó sẽ đỡ bị cái đấy, đỡ bị cái chuyện chuyển người cho từ người này sang người khác ấy. Mà mình chuyển 5 người thì rất dễ có những cái chuyện là trục trặc kỹ thuật. Thì nếu mà chỉ một người thì điều phối cái phần slide thôi ấy, thì nó sẽ đỡ hơn. Rồi nhé. Thế thì cái deadline của ngày hôm nay nhé, mọi người làm xong slide đi. Các cái